vâng xin chào quý vị chào mừng quý vị đã đến với bản tin livestream trên fanpage dự báo thời tiết vtv vâng quý vị hãy cùng đồng hành với hà nguyễn trong bản tin livestream ngày hôm nay nhé vâng xin chào các quý vị khán giả đầu tiên vâng xin cảm ơn lời chào của bạn nguyễn tín ạ vâng xin chào bạn thanh xuân đỗ Vâng như thường lệ thì Hà Nguyễn sẽ bắt đầu với việc cập nhật tình hình thời tiết trên cả ba miền trước nha. Vâng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hà Nguyễn ạ. Vâng quý vị ơi, khả năng là không khí lạnh tràn xuống vào chủ nhật tuần này sẽ khiến cho thời tiết ở khu vực Bắc Bộ có sự thay đổi đấy ạ. À, vùng núi Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng là những nơi mà sẽ chuyển lạnh trước tiên từ trưa và chiều chủ nhật, sau đó đến đêm thì các nơi khác của bắc bộ sẽ đồng loạt chuyển lại ạ trong đó có thủ đô hà nội nữa và khi mà gió mùa về thì bắc bộ này cũng như là khu vực thanh hóa cho tới hà tĩnh khả năng sẽ có mưa rông vào ngày chủ nhật tuần này. sang hai ngày đầu tuần tới thì vùng mưa sẽ dịch xuống quảng bình và phú yên đấy ạ. cảnh báo là sẽ có mưa vừa mưa to quý vị nhé. ở ờ, trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét này mưa đá và cả gió giật mạnh nguy hiểm nữa. Quý vị chú ý nhé Khả năng là không khí lạnh tràn xuống sẽ vào ngày Chủ nhật đấy ạ Tại thủ đô Hà Nội thì uh, sáng ngày mai vẫn sẽ có một chút sương mù nhẹ Và cảm giác sẽ hơi lành lạnh một chút Vì nhiệt độ lúc 7 giờ dự báo là chỉ khoảng 21 độ thôi ạ Đến trưa và chiều thì sương sẽ tan bớt Nhưng mà trời vẫn sẽ có cảm giác là nhiều mây này Và không còn nắng như là những ngày hôm trước nữa Nhiệt độ sẽ giảm khoảng 2 độ so với ngày hôm nay, khoảng là 27 độ. Quý vị ở Hà Nội chú ý nhé. Đây sẽ là ngưỡng uh, mát mẻ và dễ chịu. Quý vị có thể thoải mái diện các trang phục xuống phố để có thể vui chơi trong dịp cuối tuần ạ. Còn các nơi khác ở miền Bắc thì cũng sẽ có một chút giảm nhiệt nhẹ uh, do là mây nhiều lên. Tại thành phố như là Ninh Bình này, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai hay Điện Biên phủ sẽ giảm khoảng 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay đấy ạ. Xuống chỉ còn là khoảng 24 đến 29 độ thôi ạ. Còn ở khu vực Bắc miền Trung thì ngày mai vẫn có nắng, các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế thì trong khoảng từ 26 đến 29 độ ạ. Còn ở Nam miền Trung và Tây Nguyên thì thời tiết cũng tương đối là ổn định, có nắng từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 28 đến 31 độ ạ. Và khu vực Nam Bộ thì tiếp tục là nơi mà có nắng nhiều và nóng nhất cả nước. Nắng nóng 35 độ xảy ra ở khu vực Đồng Phú này, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và thành phố Hồ Chí Minh. Còn các nơi khác sẽ trong khoảng là từ 31 đến 34 độ, à, chúng ta vẫn sẽ cảm thấy là hơi nóng trong khoảng giữa trưa đầu giờ chiều đấy ạ. Vâng vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả ba miền. Giờ thì Hà Nguyễn sẽ uh, kiểm tra các comment và cập nhật tình hình thời tiết của các tỉnh thành phố nhé ạ. Dạ vâng, quý vị ơi, ở khu vực uh, Tây Ninh thì khả năng là đêm không mưa trong ngày có nắng, quý vị nhé. Còn về nhiệt độ thì uh, thấp nhất là khoảng 21 độ, trời sẽ hơi xe lạnh, nhưng mà sẽ uh, tăng nhiệt khá nhanh trong khoảng giữa trưa đầu giờ chiều, lên mức là 34 độ đây ạ, à. chúng ta sẽ cảm thấy hơi nóng vào giữa trưa đầu giờ chiều. Vâng, với những quý vị ở Bắc Ninh thì dự báo là ngày mai sáng sớm có sương mù nhẹ nhưng mà trời không có mưa đâu ạ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất sẽ trong khoảng là 19 độ này và cao nhất trong ngày sẽ là khoảng 26 độ quý vị nhé. Nhìn chung thì thời tiết cũng tương đối là dễ chịu đấy ạ. Vâng, ở Thái Nguyên ngày mai thì uh, sáng sớm sẽ có chút sương mù nhẹ, quý vị lưu ý. Còn trong ngày thì trời không mưa đâu ạ. Còn về nhiệt độ thì tại Thái Nguyên lúc sáng sớm sẽ là khoảng 20 độ này và trong ngày thì cao nhất là khoảng 26 độ. À, sẽ có chút giảm nhiệt nhẹ so với những ngày hôm trước. Dạ vâng, tại Cao Bằng thì cũng chung trạng thái như vậy. Đó là trong ngày thì trời không mưa, sáng sớm có chút sương mù nhẹ. Vì vậy nên quý vị lưu ý là uh, khi đi ra ngoài thì tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với những xe phía trước nhé ạ còn về nhiệt độ tại cao bằng thì thấp nhất sẽ là khoảng 17 độ trời vẫn có cảm giác là khá lạnh cao nhất trong ngày thì là khoảng 24 độ ạ vâng ở yên bái yên bái ngày mai thì khả năng sẽ có mưa nhỏ đấy ạ quý vị lưu ý là ở yên bái ngày mai sẽ có mưa nhỏ nhé còn về nhiệt độ thì uh, lúc sáng sớm sẽ là khoảng 19 độ này và cao nhất trong ngày sẽ là khoảng 24 độ ạ Ở Hà Nội ngày mai như thế nào ạ? Hà Nội ngày mai thì trời không mưa đâu ạ, sáng sớm sẽ có chút sương mù nhẹ. Còn về nhiệt độ thì uh, lúc sáng sớm sẽ là khoảng 20 độ, cảm giác vẫn sẽ hơi xe lạnh một chút. Th cao nhất trong ngày thì uh, sẽ là khoảng 27 độ ạ, tức là sẽ giảm khoảng 2 độ so với cùng thời điểm ngày hôm nay. Nhìn chung thì thời tiết tại các khu vực miền Bắc uh, khá là dễ chịu để quý vị có thể uh, thoải mái ra ngoài vui chơi trong dịp cuối tuần đấy ạ. Dạ vâng quý vị ở Mộc Châu thì cũng lưu ý là sáng sớm có chút sương mù nhẹ thôi ạ Còn trong ngày thì trời không mưa đâu ạ Tại Mộc Châu thì nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 độ lúc sáng sớm Trời khá là rét Còn trong ngày thì là khoảng 22 độ đấy ạ Vâng với những quý vị ở Tam Đảo thì lưu ý là có mưa nhỏ đấy ạ Những quý vị mà có ý định du lịch tại đây thì lưu ý là ở Tam Đảo sẽ có mưa nhỏ còn về nhiệt độ thì uh, cao nhất trong ngày là khoảng 18 độ trời khá là lạnh. Còn thấp nhất lúc sáng sớm là khoảng 16 độ ạ. Vâng ở Việt Trì ngày mai như thế nào? Việt Trì ngày mai thì không mưa bạn nhé và sáng sớm thì sẽ có chút sương mù nhẹ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất là khoảng 20 độ và cao nhất trong ngày là khoảng 26 độ ạ. Vâng ở Hà Tĩnh ngày mai thì uh, cũng không mưa đâu ạ. Nhưng mà sáng sớm sẽ có sương mù và trưa chiều thì khi mà có nắng lên thì sương cũng sẽ tan bớt. Ở Hà Tĩnh thì nhiệt độ thấp nhất sẽ là khoảng 19 độ, còn cao nhất trong ngày là khoảng 28 độ ạ. Hà Nội ngày mai có nắng. Hà Nội ngày mai thì uh, chủ đạo sẽ là nhiều mây đấy, nhiều mây đó. Nhiệt độ thì sẽ có xu hướng giảm nhẹ so với ngày hôm nay. Nhìn chung là khá dễ chịu quý vị ạ. ở Hà Nội không mưa đâu bạn Mai Anh Kim nhé. Ở Tuyên Quang thì dự báo là đêm không mưa nhưng mà ban ngày sẽ khả năng là có mưa nhỏ đấy ạ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất trong ngày sẽ là khoảng 20 độ và cao nhất là khoảng 25 độ ạ. Vâng với những quý vị ở Ninh Bình thì ngày mai cũng không mưa đâu ạ, nhưng mà sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ. Còn về nhiệt độ thì cao nhất trong ngày là khoảng 26 độ và thấp nhất là khoảng 20 độ ạ. ở Hà Tĩnh ngày mai thì cũng không mưa đâu quý vị ạ. Sáng sớm thì có sương mù nhẹ, đến trưa chiều thì trời vẫn còn nắng đấy ạ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất lúc mà sáng sớm là khoảng 19 độ, à, trời vẫn khá là rét. Còn à, cao nhất trong ngày sẽ là khoảng 28 độ quý vị nhé. Với những quý vị ở Hà Tĩnh. Vâng với những quý vị ở Nha Trang ngày mai thì khả năng là cũng trong ngày có nắng đấy ạ, đêm không mưa. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất là khoảng 22 độ và cao nhất trong ngày là khoảng 29 độ ạ. Vâng những quý vị ở Nam Định thì lưu ý là sáng sớm có sương mù nhẹ thôi ạ. Còn trong ngày thì trời không mưa, quý vị vẫn có thể thoải mái tham gia các hoạt động ở ngoài trời ạ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất là khoảng 20 độ và cao nhất trong ngày là khoảng 27 độ quý vị nhé. Vâng, bạn Hân Phạm có hỏi là thời tiết hòa bình ngày mai thế nào? Thì dự báo là tại hòa bình trời cũng không mưa đâu ạ. Sáng sớm thì sẽ có một chút sương mù nhẹ. Còn về nhiệt độ tại hòa bình thì lúc sáng sớm sẽ là khoảng 19 độ. Và cao nhất trong ngày lúc giữa trưa đầu giờ chiều thì là khoảng 27 độ bạn nhé. Vâng, ở Thái Bình, Thái Bình ngày mai thì uh, trời cũng không mưa đâu ạ, sáng sớm có chút sương mù nhẹ. Còn về nhiệt độ thì uh, thấp nhất lúc đêm và sáng sớm sẽ là khoảng 20 độ, trời xe lạnh. Còn uh, cao nhất ban ngày sẽ là khoảng 25 độ ạ. Dạ vâng, bạn uh, Huyền có hỏi về lạng sơn. Lạng sơn ngày mai thì trong ngày có mưa nhỏ đấy ạ. Còn đêm thì trời không mưa. Nhiệt độ thì lúc đêm và sáng sớm sẽ là khoảng 17 độ. Quý vị vẫn cần phải mặc những chiếc áo khoác đủ ấm khi ra ngoài nhé. Còn trong ngày thì sẽ là khoảng 24 độ, cảm giác sẽ dễ chịu hơn nhiều ạ. Vâng bạn Hiên có hỏi về Thanh Hóa ngày mai. Thanh Hóa ngày mai thì dự báo là trời không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đến trưa chiều thì trời vẫn có nắng đấy ạ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất là khoảng 19 độ và cao nhất trong ngày là khoảng 26 độ ạ. Vâng, ở Hà Giang ngày mai khả năng là trời cũng không mưa đâu quý vị ạ. Sáng sớm thì có chút sương mù nhẹ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất là khoảng 18 độ này và cao nhất trong ngày là khoảng 23 độ ạ. Vâng, Hà Nguyễn sẽ tiếp tục điểm qua các comment mà Hà Nguyễn có thể thấy được trong bản tin livestream ngày hôm nay nhé. Vâng, ở Vinh ngày mai, ở Vinh ngày mai thì khả năng là trời cũng không mưa đâu ạ. Sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa chiều thì trời vẫn có nắng đấy ạ. Còn về nhiệt độ thì thấp nhất ở Vinh sẽ là khoảng 20 độ này và cao nhất trong ngày là khoảng 27 độ ạ. Vâng ở Quảng Ngãi thì cũng không mưa đâu ạ, trong ngày có nắng. Còn về nhiệt độ thì cao nhất sẽ là khoảng 29 độ, còn thấp nhất ban đêm và sáng sớm sẽ là khoảng 20 độ ạ. Vâng bạn Đặng Thị Trinh có hỏi là Bắc Giang thì có mưa không? Bạn ơi sáng sớm à ngày mai thì khả năng là trời không mưa đâu ạ, tại Bắc Giang là không mưa. Sáng sớm thì có chút sương mù nhẹ. Nên quý vị cần phải lưu ý một chút nếu có đi ra ngoài vào lúc sáng sớm nhé Còn về nhiệt độ thì tại Bắc Giang thấp nhất là khoảng 19 độ và cao nhất trong ngày là khoảng 26 độ ạ Ở Hải Phòng thì cũng không mưa đâu quý vị ạ Sáng sớm sẽ có chút sương mù nhẹ thôi Còn về nhiệt độ tại Hải Phòng thì cao nhất trong ngày sẽ là khoảng 25 độ Và thấp nhất là khoảng 20 độ đấy ạ vâng ở Hưng Yên, ở Hưng Yên thì sáng sớm sẽ có chút sương mù nhẹ, còn trong ngày thì trời không mưa đâu ạ. Còn về nhiệt độ tại Hưng Yên thì thấp nhất là khoảng 19 độ này và cao nhất trong ngày là khoảng 27 độ ạ. Ở Đà Lạt thì dự báo là trời cũng không mưa đâu ạ. Nhưng mà do là địa hình cao thế nên là về đêm và sáng sớm tại Đà Lạt thì trời khá lạnh đấy ạ, chỉ khoảng 11 độ thôi. Còn ban ngày thì sẽ lên khoảng là 26 độ Trời dịu mát hơn Vâng, ở Nha Trang thì cũng dự báo là trong ngày không mưa và ban ngày có nắng Còn về nhiệt độ thì cao nhất trong ngày có thể lên khoảng là 29 độ ạ Thấp nhất là khoảng 22 độ quý vị nhé Vâng, vừa rồi thì cũng là những thông tin thời tiết đáng chú ý của các tỉnh thành phố mà Hà Nguyễn muốn gửi tới quý vị ạ. Giờ thì Hà Nguyễn sẽ điểm qua một lần nữa các thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả ba miền để những quý vị có vào sau thì vẫn có thể nắm được nhé. Quý vị ơi, khả năng là không khí lạnh tràn xuống trong ngày Chủ nhật tuần này sẽ khiến cho thời tiết của khu vực Bắc Bộ thay đổi. Tại vùng núi như là Hà Giang, này, Lạng Sơn và Cao Bằng sẽ là những nơi mà chuyển lạnh đầu tiên từ trưa và chiều Chủ nhật rồi. Sau đó đến đêm thì sẽ lần lượt tới các khu vực khác của Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội nữa. Và khi mà gió mùa về thì khu vực Bắc Bộ này cũng như là khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa trở xuống đến Hà Tĩnh khả năng sẽ chuyển mưa rông trong ngày Chủ Nhật. Sang hai ngày đầu tuần sau thì vùng mưa sẽ bắt đầu dịch xuống khu vực từ Quảng Bình cho tới Phú Yên. Cảnh báo là sẽ có mưa vừa mưa to đấy ạ. Và trong mưa rông thì có khả năng xảy ra cả lốc xét, mưa đá hay là gió giật mạnh. Vì vậy nên là quý vị À, nếu có kế hoạch đi chơi này hay đi du lịch tại những khu vực này thì hãy sắp xếp lịch trình của mình nhé. Tại thủ đô Hà Nội vào sáng ngày mai thì khả năng sẽ có sương mù và cảm giác hơi lạnh lạnh một chút với nhiệt độ trong khoảng uh, 21 độ. Còn trưa và chiều thì sương sẽ tan dần nhưng mà trời lại chủ đạo là nhiều mây và không có nắng như là những ngày hôm nay nữa. Nhiệt độ thì sẽ giảm khoảng 2 độ, cao nhất là khoảng 27 độ thôi ạ. Nhìn chung thì thời tiết khá là mát mẻ dễ chịu và quý vị có thể thoải mái diện các trang phục để xuống phố vui chơi ạ. Còn các nơi khác ở miền Bắc thì cũng sẽ có xu hướng giảm nhiệt một chút do là mây bắt đầu nhiều lên. Tại các thành phố như là Ninh Bình này, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn hay Lào Cai, Sơn La sẽ giảm khoảng từ 1 cho tới 2 độ so với ngày hôm nay, xuống chỉ còn 24 đến 29 độ thôi ạ. Với khu vực miền Trung thì các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống đến Huế tiếp tục có nắng, nhiệt độ trong khoảng là 26 đến 29 độ tương đối dễ chịu. Còn với khu vực Nam miền Trung từ Đà Nẵng trở xuống đến Phan Thiết hay là khu vực Tây Nguyên thì thời tiết cũng khá là ổn định, có nắng từ sáng đến chiều và nhiệt độ cao nhất ban ngày thì khoảng 28 đến 31 độ ạ. Với khu vực Nam Bộ thì lưu ý là đây vẫn là khu vực mà có nắng nhiều và nóng nhất cả nước. Nắng nóng 35 độ sẽ xảy ra ở khu vực Đồng Phú này, Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay các nơi khác sẽ trong khoảng là từ 31 đến 34 độ. Trời vẫn cảm giác là rất là nóng khi mà chúng ta ở ngoài trời lâu đấy ạ. Vì vậy nên là những quý vị ở Nam Bộ hoặc là có ý định tới Nam Bộ thì nên chuẩn bị các phương án chống nắng trước khi ra ngoài nhé. Vâng vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý mà Hà Nguyễn muốn gửi tới quý vị và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Hà Nguyễn trong bản tin livestream ngày hôm nay ạ. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp và rồi tràn năng lượng để có thể có một dịp cuối tuần ngày càng vui vẻ với gia đình và bạn bè nhé. Cảm ơn quý vị.